Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tại các tỉnh Bắc Bộ, gió có hướng Đông Bắc đã mạnh dần lên cấp 2, cấp 3 ở trong đất liền và vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Nền nhiệt lại giảm dần, trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ còn chưa chịu tác động của không khí lạnh nên chỉ có mưa nhỏ với lượng không đáng kể vào sáng sớm và trời rét nhẹ với nhiệt độ từ 17 cho đến 18 độ. Trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 12, do ảnh hưởng của hàn lưu cơn bão Bofa, nên tại vùng biển phía đông nam của Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và lan ra cả sườn phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn. Tại các tỉnh phía đông bắc bộ, trời nhiều mây và gió vẫn duy trì hướng đông bắc và độ ẩm trong không khí giảm dần, trời khô hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại khu vực chỉ phổ biến ở mức từ 16 đến 18 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nền nhiệt cũng hạ thấp hơn, riêng khu vực Điện Biên và Lai Châu do ít chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ cao hơn hẳn các nơi khác với mức nhiệt trưa chiều từ 24 đến 27 độ. Đến đêm do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ còn giảm thêm và mức độ rét tăng lên. Nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Đời gió đông bắc trên khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ hoạt động mạnh lên trong ngày và đêm nay. Toàn khu vực xuất hiện mưa và nền nhiệt giảm trở lại. Mưa lan dần xuống các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi về chiều và tối. Một số nơi còn có lượng mưa vừa đến mưa to và rông. Lùi xuống khu vực phía Nam, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, trời ít mưa và ban ngày có nắng, rất thuận lợi cho cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Trong những ngày tới, không khí lạnh ổn định và suy yếu chậm, sau đó lại được bổ sung thêm nên nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn thấp, trời tiếp tục rét. Các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn có mưa rào và có nơi có rông. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác vào những ngày cuối tuần. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng địa biên Lai Châu là khoảng 25 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là 15 cho đến 18 độ. Khu vực phía nước Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 13 cho đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 cho đến 16 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây có mưa, gió tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa, phía bắc có nơi mưa vừa đến mưa to, gió đông bắc cấp 3, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam là khoảng 27 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam là khoảng 22 đến 24 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa rào và rông ở vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Phần cuối bản tin là những thông tin thời tiết trong khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vĩnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Cụ thể thì tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ giao động từ 27 đến 31 độ. Như vậy, trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, phía Bắc trời rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!